Dạ, em chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại em cũng đang có mặt tại nhà chị Loan. Dạ, hôm nay là thứ bảy, mùng 8 Tết nha cô chú. Đó cô chú ơi, thì ngày hôm nay chị Loan chính thức khai trương cái shop Hồng Loan nha cô chú. Thì buổi sáng ngày hôm nay em cũng có thấy là chị Loan và anh ấy cũng đi ra ngoài chợ là mua rất là nhiều hoa và trái cây về nha cô chú. Thì mới đây cũng có một cái bài viết ở trên cái hội nhóm á cô chú anh chị. Thì cũng chia sẻ về chị Loan rất là hay, cho nên là em cũng xin phép là được đọc để gửi đến cho cô chú anh chị yêu thương chị Loan được nghe nha. Như mọi người biết đấy, trong bất cứ trường hợp nào, loại ngược dòng luôn là tâm điểm cho ta đáng chú ý. Thường thì loại ngược dòng lúc đầu cơ cực lắm, hậu vệ sau mới tốt. Tôi đang nói về Hồng Loan, con cá loại ngược dòng. Gần 37 năm khổ cực, tuổi thơ không mẹ, thiếu vắng tình thương, bởi cha đi diễn suốt. Thời đó cha của Hồng Loan là thời Hòn Kim, lịch diễn hầu như không còn thời gian để ăn ngủ, lấy đâu ra thời gian để gần con. Nhưng cha Hồng Loan rất thương Hồng Loan, đi đâu cũng nói với đồng nghiệp, nói với khán giả rằng Hồng Loan là đứa con gái duy nhất. Hầu như tuổi thơ bé bỏng ấy chỉ có bà nội ở bên cạnh, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Bà nội Hồng Loan qua đời, thế là Hồng Loan lại bị mất thêm một tình thương. Một cô gái nhỏ nhắn, tay chân nhỏ xíu, mảnh mai yếu đuối, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Nội lực bên trong tôi cảm nhận được Hồng Loan rất mạnh mẽ. Qua nhiều clip, qua nhiều hình ảnh và một lần gặp nhau ngoài đời, tôi cảm nhận được Hồng Loan của chúng ta rất chịu thương, chịu khó và chịu đựng. Nói về phần chịu đựng thì phải công nhận Hồng Loan hay thật. Gần cả năm nay tuổi cần cần, ai nói gì nói, ai chửi gì chửi, ai muốn làm gì làm, Hồng Loan không nói gì, im ru, xem như họ không hề tồn tại. Tôi nghĩ sự chịu đựng này có lẽ Hồng Loan giống cha, chắc đây là di truyền của người ăn ở có đức. Nhờ lúc sống, cha của Hồng Loan tích đức quá lớn nên giờ Hồng Loan được hưởng từ cha. Từ một người con gái cơ cực, bàn tay thô, rác, buôn bán tảo tần, chạy xe ôm làm đủ thứ nghề để nuôi những thiên thần bé nhỏ của ông ngoại. Vậy mà ngày hôm nay Hồng Loan lội ngược dòng một cách bất ngờ. Hồng Loan được nhiều người biết đến, hầu như đa số người ở cộng đồng mạng yêu mến. Trong và ngoài nước, cái tên Hồng Loan bắt đầu xuất hiện ở lĩnh vực phim và MV, ngành sân khấu, vai nhỏ, diễn khi ai mời. Chứ Hồng Loan không phải là nghệ sĩ hay ca sĩ, cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Hồng Loan được tình yêu của các anh chị trong tem gia đình. Nói tóm lại, nếu nói là lội ngược dòng thì Hồng Loan mới là cá lội ngược dòng. Đó cô chú ơi, thì vừa rồi là cũng có cái bài viết ở trên cái hội nhóm mà fan yêu thích chú nghệ sĩ Vũ Linh và chị Loan, cũng chia sẻ về cái cuộc đời của chị Loan hồi trước kia nha cô chú. Đó thì nói hồi trước kia là chị Loan sống một cái tuổi thơ rất là cơ cực luôn, sống thiếu vắng đi cái tình thương của mẹ. Thì cái lúc đó là chú nghệ sĩ Vũ Linh đó cô chú, thì cái thời Hòn Kim mà, thì chú đi diễn xuyên suốt luôn. Thì em cũng được biết á, là trong cái lúc đó cô chú, chỉ một tháng á, là chú là chỉ ở nhà đâu có 2-3 ngày à cô chú anh chị. Đó rồi toàn bộ dành thời gian cho cái sân khấu để đi diễn xuyên suốt nha cô chú. Rồi chị Loan thì ở nhà được bà nội chăm sóc. Đó cô chú anh chị, thì em cũng nghe cái thông tin là hồi xưa là chú cũng thấy hai vợ chồng cô chú bán bánh ướt thì cũng khổ. Đó rồi cũng kêu đến ở trước nhà cô chú bán bánh ướt. Rồi những lúc mà chú đi diễn thì cô cũng coi ngó nhà cửa luôn nha cô chú. Thì hôm nay là mùng 8 Tết rồi, chị Loan cũng chính thức là khai trương cái shop Hồng Loan nha cô chú. Rồi ngày mai là ngày mùng 9 là chị Loan cũng sẽ là khai trương thêm cái shop bên Bun Bun, là địa chỉ là 506 đường Trường Sa nha cô chú. Với lại là cũng gần đến cái ngày giỗ đầu
dỗ đầu của chú Ngự Sĩ Vũ Linh rồi cô chú anh chị. Thì còn 6 ngày nữa thôi là đến ngày 14 nha cô chú, là chính thức là chị Loan sẽ làm một cái đám dỗ cho ba mình đó cô chú. Thì buổi sáng ngày hôm nay là chị Loan với anh Hải cũng đi chợ rất là sớm luôn, em cũng thấy rằng mua hoa quả trái cây rất là nhiều. Thì một xíu nữa đây là chị Loan cũng sẽ cúng khai trương mở cái shop Hồng Loan nha cô chú, trong cái ngày mùng 8 Tết. Thì hiện tại bây giờ cô chú anh chị đó, Tết thì cũng qua rồi, thì cũng gần đến cái ngày mà mẹ con Cám cũng sẽ đến nhà chị Loan nha cô chú. Đó, đến nhà chị Loan là để xem xét những cái số đồ còn lại trong thời gian qua bỏ rất là lâu tại nhà chị Loan, theo cái yêu cầu của là bên tòa án nha cô chú. Đó, thì em cũng mong rằng là mẹ con Cám cũng sẽ chọn đồ ra khỏi nhà chị Loan nha cô chú anh chị. Đó, thì em cũng ở trước nhà chị Loan cũng rất là lâu rồi cô chú, thì em cũng mong chờ đến cái ngày đó. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú. Đó, như mấy ngày hôm nay cô chú anh chị thì má Tư cũng có đến nhà chị Loan nè. Thì sau khi má Tư đến là em cũng thấy là lau dọn ở trên cái bàn thờ của chú, rồi thắp hương rồi này kia của chú anh chị. Đó, nói chung là má Tư là cũng rất là thương chị Loan luôn, thì cũng rất là bức xúc về cái nhóm kền kền. Thì hiện tại bây giờ là cái nhóm kền kền nó cũng lên những cái bài viết để nó là kích động đến má Tư luôn nha cô chú, nó xúc phạm đến má Tư rồi này kia hết cô chú anh chị, cho nên là má Tư cũng rất là bức xúc luôn. Má Tư cũng lên tiếng, cũng nói thẳng mặt là cái nhóm kền kền đó là ăn trên cái xác chết của anh mình và cái xác chết của cậu mình nha cô chú, là má Tư ám chỉ đến là mẹ con Cám. Với lại là mấy ngày hôm nay chị Loan cũng đi diễn xuyên suốt nha cô chú, cũng được bà con cô chú anh chị ở xa ở gần cũng yêu thương rất là nhiều, cho nên là mua vé đỡ xem kịch của chị Loan cũng rất là nhiều nha cô chú. Dạ thôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.